Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, qua rà soát ngày 10 tháng 7, số người về từ vùng dịch là 689 người, tăng 305 người so với trước đó. Trong đó, 271 người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trà Vinh, 418 người về từ các tỉnh thành khác. Số người đã khai báo y tế theo quy định là 687 trên 689 người. Hai trường hợp chưa khai báo y tế là hai vợ chồng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 7 tháng 7 năm 2021 về đám ma ông nội ở thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2021, rời khỏi địa phương bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau. Thành phố Hưng Yên tổng số 52 người, tăng 13 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 16 người, địa bàn khác 36 người. Thị xã Mỹ Hào tổng số 43 người, tăng 2 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 38 người, địa bàn khác 5 người. Huyện Yên Mỹ tổng số 49 người, tăng 21 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 49 người. Huyện Văn Lâm tổng số 207 người, tăng 112 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 25 người, tăng 10 người. Địa bàn khác 182 người, tăng 102 người. Huyện Ân Thi tổng số 54 người, tăng 13 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 38 người, tăng 13 người. Địa bàn khác 16 người. Huyện Kim Động tổng số 26 người, tăng 4 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 15 người. Địa bàn khác 11 người, tăng 4 người. Huyện Khoái Châu tổng số 65 người, tăng 22 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 34 người, tăng 13 người. Địa bàn khác 31 người, tăng 9 người. Huyện Văn Giang tổng số 24 người, tăng 3 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 22 người, tăng 3 người. Huyện Phù Cừ tổng số 55 người, tăng 16 người, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam 23 người, không thay đổi. Địa bàn khác 32 người, tăng 16 người.